Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi 16 trò. Trong đó có mình sẽ chơi mấy trò run trước nhá. Mình sẽ bắt đầu với cái trò sushi run đầu tiên. Đâu rồi? Đồ kênh mình bây giờ cứ làm kiểu gì ấy. Mai có một cái ông làm giống hệt luôn, sợ thật ấy. Có con mèo à? Con mèo nó đang đợp mình đây. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua là có 140 điểm. 140 điểm lần trước mình kỷ lục á. Đây nó vẫn ghi điểm đây này. Ui. Chắc là mình tự tin là vượt qua được 140 điểm. Không qua được thì chúng ta sẽ chơi lại. Mà chơi lại không được nữa thì mai chơi tiếp. Ăn được cái băng này là quá đấy. Mình vừa đớp được một cái xúc xích kìa. À mình vừa ăn được một cái xúc xích. Nói từ đớp này nghe như kiểu chó à, như con chó phốc ấy, nó mình hay dùng từ đớp. Phải xin lỗi bản thân. Tự xin lỗi bản thân mình. Ôi ôi, chúng ta được 156 điểm rồi. Vượt kỷ lục rồi các bạn ạ. Kỷ lục cũ là 140 mà hôm nay đã là 170. 180, 200 điểm bằng chắc. Sao tự nhiên chỗ này nó im lặng thế này? Im lặng là sẽ có chuyện xảy ra đâu. Ui shit, nó bị cái cờ lê nó quạt vào mồm. Ui tuyệt vời. Oh my god. Suýt chết. Wow. Suýt chết. Cụt mèo. Wow. 300 điểm. Ôi trời ơi. Chơi kinh khủng quá. Chơi thật là kinh khủng. 300 điểm không? Được 300 không ơi? Một tí thôi. Đáng tiếc. Chúng ta sẽ sang trò Mario Kart. Tên này tên chúng ta sẽ chơi cái toa này. Tan 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 tan. Đây chính là cái giao diện này. Mình không hiểu sao cái trò này thì có cái máy mình tải được, có máy lại không tải được. Có máy chơi được, có máy không. Đúng một chiếc chơi được này. Bắn nhá. Ui dồi. Vãi hàng, sao con xe nó to thế. Ôi dồi ôi, sao con xe to chưa biết. Trời ơi, nhìn có to không kìa. Ở đâu rồi? Vậy trông to thế mà. À, nhìn thấy rồi. Chắc là anh ta ăn được cái nấm khổng lồ đó. Ăn cái nấm xong kích hoạt khổng lồ quá là to đùng lên. Mình cũng chưa có tiền để mà nâng cấp được cái con xe này. Nếu mà có tiền mà nâng cấp lên mình sẽ up lên con này là một con xe Mercedes. Đó, tha hồ mà chạy phóng tít thò lò luôn. Đây là cách chúng ta tăng tốc này. Dùng cái ống phun lửa của chính cái xe này này. Lái lên. Mình biết trò này là nhiều bạn không tải ở đâu, nhiều bạn không chơi được. Tôi thì không chơi được thì hãy xem mình chơi đi cho nên nó có hay không thì sau cố gắng mà tải được thì chơi. Mình thấy trò này cũng khá là hay, có những màn hay lắm. Có những màn đồ họa đẹp cực kỳ luôn. Có những màn chúng ta vào trong cái máy bắn bi cũng rủ đẹp lắm. Có cả thế giới cầu vồng thôi. Cái đường đua này là đường đua mới nên nó nhìn nó không đẹp lắm thôi.
Tên. Mình sẽ vào cho Tom Run. Tên. Đây là Cyber, mình sẽ chọn một cô nàng mới nhất hiện tại đây. Ô đây là Lucky. Lucky Angela. Riêng mà quay nhiều clip này thì mình quay nhiều game này mình thường hay vào cái chế độ đua này. Nhưng mà quay tầm 8 trò thì mình lại quay dài hơn. Nó nhanh. Đây là một cái phiên bản update cho cái ngày Giáng sinh đó. Các bạn có thể tải về trên App Store. Sắp Giáng sinh rồi chắc em được nghỉ mấy ngày thì ở nhà mà giải trí được. Tuyệt vời chưa kìa. Quá nhanh và nguy hiểm. Ôi mình phải chọn nhân vật khác kia. Nhạc quảng cáo kinh quá. Nhạc quá nhiều nên mình sẽ sang cho Subway Surfer. Let's go. Đây là cái nhân vật Jack các bạn. Jack này không phải là họa đời em trong phút giây đâu. Hồng trần trên đôi cánh tay đâu. Đây là Jack trong game đấy. Chú bật cái này lên nhìn nhỉ. Wow. Trời ơi, cái này nó nhanh thật đấy. Cái bắn trượt nó tăng tốc độ lên khoảng x2, x3. x3.14. Mình chơi xong mấy cái game màn hình dọc này, mình sẽ sang mấy game Horo. Trong đó có cái trò Ice Cream 2 ấy. Trò nó mới có một phiên bản 2 xong. Mình thấy nhiều bạn chơi mình lại quái lại sao tự nhiên trời trong game nó lại màu. Nó đang ban đêm mà nó lại sang ban ngày. Lại có cả mấy cây thông nữa. Hóa ra là có phiên bản mới. Chúng ta tí sẽ chơi luôn. Hôm nay là mình bóc bánh đầu tiên đó. Nhưng mà trước tiên là chúng ta sẽ chơi xong mấy cái game này nhá. Chắc là đến tầm phút thứ 10, tầm phút thứ 11 gì đó mình sẽ sang game đó. Gần đây có rất nhiều trò kiểu như chơi nhiều quá này. Hết tất cả các bạn luôn. May quá nhà phát hành game lại update thêm mấy cái phần mới. Update thêm mấy cái phần mới thì lại có thứ mà chơi. Lại có thứ mà nói. Còn đâu thì không có đâu. Nhìn này. Ô, bị tóm rồi. Rồi, mình bắt đầu sang mấy game màn hình ngang đây. Sau đây là cái trò Planet Zombie. Tên. Ủa, không có sự kiện nào. Mình chơi phần này đi. Tên. Trời ơi, cái đội hình của mình này. Mình thường hay sử dụng cái đội hình Phù thủy đâu. Ok, phù thủy đây, phù thủy của mình đây rồi. Bom nổ. Bỏ cây này đi.
cần cái này nhé. Let's go. Bánh chưa nhỉ? Chiến nào. Chúng ta có 3 phút trong cái trò chơi này. Mỗi khi mình không mang theo cái xương rồng này nên là nó không thể ăn được mấy cái bia mộ này, làm toàn chết đi. Ôi mày quá. Tiền nhiều như nước. Tiền nhiều như nước sông Đà này. Nói chung là mình chơi cái phần này mình chưa bao giờ thua. Chơi toàn win, toàn thắng. Nhiều bạn cứ bảo là chơi dễ nhưng mà mình thấy toàn các bạn toàn tải phiên bản mob về ấy. Chơi nó nhanh thắng lắm, nó không vui. Chúng ta phải chơi ngay từ ban đầu ấy thì nó mới vui hơn. Ôi, nó bắt đầu ra rất là nhiều. Chết rồi. Cái đội hình của mình toàn phù thủy thôi. Với 3.000 tiền rồi. Nào mời bọn này. Zombie ra đi. Đang rất là nhiều tiền nên mình sử dụng luôn cái này. Wow, haha, win rồi, chúng ta được 239.000 điểm rồi. Mạng nào ấy, lỗi à? Mình sẽ sang trò Scary Teacher. À, chúng ta đi chơi cái màn nào đây? Màn này mình chơi mấy lần thì mình toàn xịt này. I'm making my special dish for you. Am I not the best sao toàn xịt này? Mình làm đúng các bước rồi. Surprises like before. Đây chính là cái lọ đông trùng hạ thảo đây. Mình đã giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Deco. I'm definitely the best chef in the world. Bà giáo chắc chỉ quấn quanh ở trong bếp này thôi. Chưa ra ngoài đâu. Cái lọ nó đặt ở ít thì thịt đằng này sao này. Có nhiều phòng không biết được phòng nào không? Không phải ở phòng này đâu. Đầy lắm phòng quá. Có anh nhà tắm này vừa đi qua xong này. Mình chưa dám mở đâu. Đây. Đây, không nhảy qua đây được nhỉ.
ta phải đặt lên cái đĩa đi. Quả này chuẩn rồi đấy. Hy vọng không bị xịt nữa, mọi khi là tao làm này nếu mà bị xịt mất. Ồ, Khánh đến nhà rồi. Khánh đến nhà bà già cũng tiếp. Để mình xem là cái măn lần này có bị xịt không. Wow. This dish is so spicy, tangy, extra meaty. Just like you. Lại fail tiếp này. Hình như thiếu một cái gì đó. Chúng ta sẽ vào trò Ice Cream 2. Đây là một cái game kinh dị rồi. Ồ, phần 2 này. Ôi, cái phần này nó không biết có cái gì hay hơn không. Let's go. Wow, đây là hai người bạn thân rồi nhỉ. Wow, cái anh chàng này là bạn thân lắm này. Sao hai người giống nhau này. Ồ, phần 2. Cái gì? Ồ, cái phần này giống nó phần khó di chuyển đấy nhỉ. Có cần chơi game này. Mở cửa. Ồ, đây là một cô bạn khác đây. Hi Jay, are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Ủa, vãi hà. You know what? Ôi, xong cái cô bạn của tôi. Mình lại phải đi giải cứu rồi. Chắc là lại kiếm cái sợi dây thừng thôi mà. Ôi. Ô, mang cả chăn đi làm gì đây. Mang cái chăn đi đấy. Phần này nó khác. Ồ, oh, ná cao su nữa này. Đúp hết đi. Ta sẽ mở cái tủ này. Ô, lên thì trèo xuống kiểu gì? Trăng màn đây chăng? Ô, ô, trăng màn rồi, sợ thật đấy. Màn này khác màn trước đấy. Wow. Đã chui cái chuồng chó này đi. Phần này khác phần 1 các bạn ạ. Phần 1 thì là giờ chúng ta lấy sợi dây thừng, lần này lấy chăn thì quấn, sợ thật rồi. Vâng, mình đã cầm trên tay một cái ná cao su. Bản đồ đâu nhỉ?
Ô, bản đồ đâu rồi? Chả thấy cái bản đồ đâu rồi. The map đâu rồi? Ô, đây đây, map đây. Ôi ôi. Ôi ôi. Chạy nhanh lên. Phần này nó cũng giống phần 1 thôi mà. Chạy nhanh quá. Không chạy nhanh được, chạy chậm quá. Chạy đi trốn trong chuồng chó các bạn ạ. Tốc độ chậm quá. Ông ấy đuổi mất. Đâu rồi. Đâu rồi? Ờ, kêu. Where are you? Oh my god. Cái này nó không được nhanh lắm. Quay ông mà đuổi kinh không? Ông cứu tôi ơi! Chúng ta chui vào chuồng chó đi. Ôi! Chui vào chuồng chó thì vẫn bị tóm. Quả là rất đáng tiếc không? Chúng ta sẽ sang chờ Roblox. Let's go. Chúng ta sẽ vào để chiến đấu với zombie. Súng mình rồi. Ui máu rồi. Cái vạch máu mình rồi. À ui chỉ vạch máu trên kính. Ây chà. Hình hơi ít người trong cái màn này. Ô, con quái vật này. Ô, con này con có cánh này. Bắn được con này phải là quá tuyệt vời đấy. Ô, mình ăn được cái tốc độ. Tiêu diệt cái con này đi. Con này con chùm ấy. Oh yeah. Còn con nào không? Cái ông là ông ăn mất cái chai của mình rồi. Win rồi sao nhỉ? Ván mới rồi đấy. Kiếp. Ôi nó, con này nó phun lửa mình này. Một quả lựu đạn các bạn ơi. Ô mình nhắm được phát. Ô. Kìa rất nhiều zombie kìa. Ô thôi. Rồi ngoài này đông lắm. Nhìn kìa. Chưa có một con zombie có cánh. Ủa chùm thì sao ấy.
Có đông quá. Chỗ đông kia chứ kìa. Ba bốn con lên. Cứu. Dùng dọc. Solo luôn. Ui, có đông quá. Trời ơi. Cái đầu của tôi. Mình sẽ vào cho Tank Star. Chúng ta đi chơi với máy đi. Tên. Mình sẽ zoom lên. Đây, đứng đây, zoom lên. Nhắm thẳng đầu luôn. Ôi. Ôi cái gì thế này, lao đến tự sát nhỉ? Haha, biết ngay mà. Pha này sẽ kết thúc rất là nhanh chóng đây. Thốn thế là gì nữa, bắn thốn thế là gì nữa. Kết thúc quá nhanh luôn. Mình chơi một ván nữa. Hy vọng ván này nó sẽ kết thúc lâu hơn một tí. Trò cái vừa vào bắn mắt nó tuyên bố này. Mình muốn chơi có mạng lắm nhưng mà mạng nó hơi kém. Chết rồi. Quả ấy là phải bắn xuyên núi. Mình đến gần bắn ở giữa chúng. Đủ thế mà không trúng rồi. Cái gì thế này? Oho. Thế này thì càng dễ trúng cho mình này. Wow, đối phương mất một tí tiệm máu thôi. Chơi bẩn ôi. Trời. À, khoảng cách này là ok đấy. Mình đang ở thế thượng phong rồi. Đâu rồi, hàng họ rồi. Trời, bắn chuẩn thế nhờ. Thua rồi. Chúng ta đi sang trò Brawl Stars. Chiến binh với ông trùm à? Thôi mình chơi vơ vết mặt đi. Chung trò này, trò này mạng mà cứ khỏe thì mình cũng chả hút ai cả. Hy vọng là mạng nó ok. Mấy hôm chơi toàn mạng kém. Ồ, chiến thuật đây rồi. Chiến thuật hấp diêm. Ồ, tuyệt vời. Chiến thuật nhíu bụi. Ôi dồi ôi, không ai cứu tôi à? Không ai cứu tôi với. Chà ôi. Wow, sao bên mình có một người không nhà chơi này. Trời, cái này sao mà win được. Trò này 2 đánh 3 là không thể đánh được. Đợi cái ông này không chơi này. Quá đáng tiếc luôn. Chuồn thôi.
Ôi ghê, mình hữu đây vậy. Tuyệt vời các bạn ơi. Wow. Chuyển đổi, biến đổi, biến đổi, biến đổi, biến đổi. Hai đánh ba vẫn thắng. Oh yeah, được chơi tí. Mình sẽ vào trò Lego Marvel. À, nét căng. Phần này chưa sang được. Trong phần này thì có sự xuất hiện của người nhện Spider-Man. Spider-Man nhầm. Chưa hết máu thôi. Ôi tôi vỡ mồm lên rồi. Phêu. Trở lại. Xuất hiện nhanh quá nên thua. Rồi. Mình không biết được chỗ nào. Cái màn hình nó bị kéo đấy. Kinh chưa kìa. Có boss đâu, Quậy hút. Ôi đồ, người nhiện của tôi. Người nhiện nằm đẹp dí này. À đây, đây là cái anh chàng người cát này. Mình có xem trên phim mình thấy. Wow, nhiệm vụ hoàn thành. Rất là trong vánh. Ở đây phần phim. Cái phần phim ấy. Sao mờ đấy nhở. Mờ quá. Không được nét cho lắm. Giải cứu xong rồi. Mình sang game khác thôi. Chúng ta sẽ sang cho Angry Bird. Chơi phần nào bây giờ? Trò này về đánh hay lắm các bạn, tại vì mình chơi mà xem. Ui dồi. Ui dồi. Con cái chú chim này bắn ra cái gì đấy. Bắn ra toàn thủy tinh luôn. Đấy, con lợn trên này ghét lắm này. Bắn toàn là phi laser ở đầu mình luôn. À, một hai con ngụy trang này này. Xuất hiện nào. Ôi thôi, nhanh quá. Robot hỗ trợ của mình nhanh quá, mới xuất hiện đã biến mất rồi. Thank you.
trời ơi, ui cứ tên lửa tên lửa. Ui ui ui. Bắn trúng ông. Ván này đường hơi dài. Ông những cái ván mà mình thấy nhanh lắm. Chim của mình ăn rất là nhiều đạn thôi. Chim chưa dốt thì bắn rất là hay nhưng mà kết thúc nhanh quá. Nhanh về vườn quá. Bắn một tí lại ao rồi. Yeah. Về nhà rồi anh em ơi. Ui, vẫn còn này. Ui, sao lâu thế, trận này bắn lâu thế. Đây, vẫn còn này. Trận này bị lỗi dòng lâu thế nhỉ. Bình thường mình bắn có 2-3 phút là xong. Trời ơi. Ui, chim của mình đang bị hỏng hết. Nó bị giò điện rồi. Yeah. Chúng ta sẽ vào trò Duelist Stickman. Play nào. Đây mình có người nhện đây. Có mấy bạn hỏi sao mình không mở được người nhện đấy. Mình xem xong mình cái quảng cáo này này. Là mở được đây. Vâng, Spider-Man và Captain. Đâu rồi? Ui, một pha đầu kiếm. Thôi chết rồi. Thua rồi. Ôi giời. Chạy đâu rồi thoát? Đâu rồi thì nhìn kia đâu rồi? Ui! Haha! Win rồi! Vâng, Spider-Man là người thắng. Lại win tiếp. Rồi chúng ta chơi nốt ván này nhé. Thanh niên kia có găng tay của Thanos này. Wow, găng tay vô cực à. Wow. Win rồi đó. Chúng ta sẽ vào cho Fortnite. Play nào.
Chà vãi, không thấy ở đâu đánh nhau. Còn nhau hết cả máu rồi kìa. Ồ, chúng ta bắt đầu tìm thấy nhau rồi đấy. Còn mang lát nữa nhỉ? Oh, thanh niên này à, bắn luôn. Mày, sao mà lắm đồ thế này, trời ơi, 46 này, trời ơi, quá nhiều đạn luôn. Bỏ xuống này đi. Còn đồng thủ đâu đâu, mình vừa thấy bắn nhau đâu. Đồ bắn đi nhờ. Có đứa nào bắn đi nhờ. Ây da. À đây đây đây. Úi gì đơn giản. Có một nhân vật nữa ở đâu đấy. À đây đây đây. Úi đây. Úi dồi ôi. Trời ơi, thế mình không biết. Thua bố rồi. Quá đáng tiếc. Ok, pha vừa nãy 2 đánh 1 chẳng chột cũng què. Tan 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 tan. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. May quá. May quá, vẫn đủ nữa. Sai lầm rồi. Chúng ta phải xây cho một cái lều lên này. Đấy. Quả này thì các bạn làm sao mà có thể đổ được. Màn này khó đấy. Wow, may quá vẫn được 3 sao. Và mình sang trò cuối cùng, đó là trò Temple Run. Đây là trò cuối cùng trong cái series game của mình thôi.
cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip của mình. Nếu mà thấy hay thì mọi người có thể like và share, chia sẻ ủng hộ clip của mình nhé. Ui dồi, ăn một cái dãy dài luôn này. Dài quá trời luôn. Chung là cái trò này nó có thế thôi, có môi chạy thôi, chúng ta không thể đòi hỏi hơn là có thể cho nhiều quái vật hơn được. Ôi dồi ôi, chết. À, mình đi một quãng đường khá xa rồi.